mắt lên đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào quý vị khán giả. Đây là chương trình Điểm tin 24 giờ được phát sóng vào lúc 19 giờ trên kênh thông tin Invest TV. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật như: doanh nghiệp FDI đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 8 tỷ đô la Mỹ trong 15 ngày, làm dự án PPP có được thấp hơn 200 tỷ đồng hay không, hàng ngàn sổ hồng ở thành phố Hồ Chí Minh bị treo, cùng nhiều nội dung đáng chú ý khác. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, hệ thống pháp luật đất đai tuy đã được điều chỉnh, bổ sung thường xuyên, cứ sau vài năm lại sửa đổi luật đất đai và ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, nhưng cho đến nay vẫn còn nhiều bất cập. Theo ông Trần Quốc Toản, nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, có một số nội dung pháp luật về đất đai chưa có quy định điều chỉnh, một số nội dung khó khả thi vì chưa phù hợp với điều kiện thực tiễn, một số văn bản quy định chi tiết thi hành luật đất đai chưa được ban hành đầy đủ, còn thiếu đồng bộ, thiếu ổn định. Liên quan đến vấn đề này, qua kiểm soát việc quản lý và sử dụng đất trong và sau cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2017, Kiểm toán nhà nước cũng cho biết công tác giao đất tại nhiều địa phương còn hạn chế, trong đó chủ yếu là giao theo hình thức chỉ định, không đấu giá quyền sử dụng đất. Về nguyên nhân, ngoài việc chưa tuân thủ đúng quy định, còn do hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện, chưa được kịp thời khắc phục một số tồn tại đã diễn ra nhiều năm, điều chỉnh những vấn đề phát sinh mới dẫn đến bất cập trong tổ chức thi hành, ảnh hưởng đến hiệu lực quản lý, hiệu quả sử dụng đất. Cụ thể, pháp luật đất đai chỉ quy định việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất, chưa quy định chặt chẽ, bắt buộc phải đấu giá đối với đất do doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng khi chuyển mục đích sử dụng đất. Đồng thời, quy định về đối tượng được giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá còn khá rộng, chưa cụ thể. Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019, thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng nhằm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, yêu cầu hội nhập quốc tế và giải quyết những phát sinh từ thực tiễn. Theo đó, Chính phủ điều chỉnh một số chính sách chủ yếu trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng như bổ sung dự án PPP thuộc đối tượng áp dụng quản lý chi phí đầu tư xây dựng, điều chỉnh một số nội dung về nguyên tắc, phương pháp xác định và cơ cấu khoản mục chi phí tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, quy định nguyên tắc, phương pháp xác định, cập nhật và sử dụng chi phí dự phòng trong giá gói thầu xây dựng, quy định về lập, thẩm định tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng phù hợp với dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng EPC, thiết kế, mua sắm thiết bị và thi công xây dựng công trình, EC, thiết kế và thi công xây dựng công trình, EP, thiết kế và cung cấp thiết bị công nghệ, quy định thời điểm điều chỉnh và phê duyệt tổng mức đầu tư thực hiện ngay tại thời điểm phát sinh chi phí, quy định việc sử dụng dự phòng phí và thẩm quyền điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng thuộc người quyết định đầu tư, quy định ban hành định mức, giá và chỉ số giá xây dựng để áp dụng đối với dự án sử dụng vốn nhà nước, dự án PPP, quy định quản lý sử dụng báo giá và quy định xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu định mức và giá xây dựng, quy định trách nhiệm của các chủ thể tham gia quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Các chính sách mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng sẽ bảo đảm việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án công, phù hợp với cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, tạo thị trường xây dựng minh bạch, cạnh tranh, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng. Thưa quý vị, theo Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, qua rà soát từ năm 2017 cho đến nay, đang có đến 1.376 hồ sơ cấp giấy chủ quyền, sổ hồng bị tồn đọng do vướng thẩm quyền. Trong đó, lượng hồ sơ cấp sổ hồng thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân các quận, huyện là 1.339 hồ sơ. Đáng chú ý, tại quận Gò Vấp có một vài khu dân cư người dân sinh sống đã ổn định và đã có 90% số hộ dân được cấp sổ. Nhưng sau đó còn vài chục hộ dân bất ngờ bị vướng lại. Lý do địa phương cho rằng thẩm quyền cấp là của Sở Tài nguyên và Môi trường, nhưng Sở lại cho rằng đây là trường hợp cấp lần đầu, thẩm quyền giải quyết của địa phương. Hiện, Sở Tài nguyên Môi trường cho biết sẽ rà soát từng trường hợp cụ thể, hướng dẫn các quận, huyện giải quyết dứt điểm cho người dân. Liên quan tới vấn đề thủ tục hành chính trong lĩnh vực bất động sản, tại Diễn đàn Kinh tế Tư nhân được tổ chức cách đây không lâu,
Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh Horea cũng đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương chủ động rà soát, đơn giản hóa, công khai hóa, minh bạch các thủ tục, quy trình hành chính. Song song với đó, Horea cũng đề nghị cán bộ, công chức hiểu luật và vận dụng sáng tạo và thực tiễn, không máy móc, lệ thuộc từ ngữ. Theo báo cáo nhanh về tình hình đầu tư nước ngoài 8 tháng năm 2019, Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần đạt 22,6 tỷ đô la Mỹ, giảm gần 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, vốn đăng ký cấp mới đạt 9,1 tỷ đô la Mỹ, giảm mạnh 32%, vốn đăng ký tăng thêm đạt 3,9 tỷ đô la Mỹ, giảm 28,6%. Trong khi vốn cấp mới và tăng thêm giảm mạnh thì điểm sáng là góp vốn mua cổ phần đạt 9,5 tỷ đô la Mỹ, tăng mạnh 82% so với năm 2018. Trong 8 tháng năm 2019, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân 12 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2018. Cả nước có 2.406 dự án cấp mới, 908 lượt dự án tăng vốn và 5.235 lượt dự án góp vốn, mua cổ phần. Về tình hình xuất khẩu, nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài, kể cả dầu thô 8 tháng năm 2019, đạt 117,9 tỷ đô la Mỹ, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu khu vực đầu tư nước ngoài không kể dầu thô đạt 116,5 tỷ đô la Mỹ, tăng nhẹ. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu khu vực đầu tư nước ngoài đạt 96,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,8%. Lũy kế đến ngày 20 tháng 8 năm 2019, có 132 quốc gia vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam với 29.532 dự án, tổng vốn đăng ký là 353,7 tỷ đô la Mỹ. Hàn Quốc dẫn đầu, tiếp theo là Nhật Bản, Singapore và Đài Loan. Vừa qua, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến về dự án luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP. Theo tờ trình dự án luật của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến 30 tháng 1 năm 2019, có 336 dự án PPP đã ký kết hợp đồng. Trong đó, 140 dự án áp dụng loại hợp đồng BOT, 188 dự án BT và 8 dự án các loại hợp đồng khác. Thông qua đó, huy động được khoảng 1.609.295 tỷ đồng vào đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng quốc gia. Qua thực tiễn triển khai các dự án PPP, Chính phủ cho rằng quy định về PPP cần phải được hoàn thiện, nâng cấp hơn nữa. Và một trong những mục đích xây dựng luật PPP là xây dựng khung pháp lý riêng biệt, rõ ràng, khoa học cho việc thực hiện dự án PPP, xử lý các mâu thuẫn, khác biệt giữa quy định hiện hành về PPP với các luật khác. Liên quan đến hạn mức vốn, Điều 5 dự thảo luật quy định, Chính phủ quy định chi tiết quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu của dự án PPP nhưng không thấp hơn 200 tỷ đồng, trừ dự án áp dụng loại hợp đồng kinh doanh quản lý.
Về vấn đề này, theo kinh nghiệm quốc tế thì có nước quy định quy mô tối thiểu, cũng có nước không, nhưng thực tế đều là những dự án lớn. Hồ sơ dự án luật cũng nêu rõ, do hợp đồng PPP thường là dài hạn, yêu cầu nhiều cam kết của chính phủ. Vì vậy, quy định quy mô dự án tối thiểu nhằm lựa chọn được những dự án xứng đáng để đầu tư theo phương thức này, tránh đầu tư dàn trải, dẫn đến nguồn lực bị phân tán, mang lại hiệu quả đầu tư không cao. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, quy định hạn mức 200 tỷ đồng trở lên mới làm PPP, làm mất cơ hội các dự án nhỏ, nhưng luật PPP không phải là cơ hội đầu tư duy nhất cho các nhà đầu tư tư nhân. Thưa quý vị, theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 8 năm 2019, nhóm các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI có trị giá xuất nhập khẩu đạt 14,68 tỷ đô la Mỹ, giảm 2,9%, tương ứng giảm 440 triệu đô la Mỹ so với nửa cuối tháng 7 năm 2019. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2019, nhóm doanh nghiệp FDI có trị giá xuất nhập khẩu 196,82 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,5%, tương ứng tăng 10,26 tỷ đô la Mỹ so với cùng thời gian năm 2018. Cán cân thương mại hàng hóa của doanh nghiệp FDI đạt thặng dư 1,9 tỷ đô la Mỹ trong nửa đầu tháng 8 năm 2019 và tính đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2019 đạt 18,8 tỷ đô la Mỹ. Cụ thể, báo cáo của Tổng cục Hải quan cho biết, về xuất khẩu, trị giá xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 8,29 tỷ đô la Mỹ, giảm nhẹ 0,2%, tương ứng giảm 16 triệu đô la Mỹ so với nửa cuối tháng 7 năm 2019. Như vậy, tính đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2019, tổng trị giá xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI đạt 107,81 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,1%. Tương ứng tăng 6,18 tỷ đô la Mỹ so với cùng thời gian năm 2018 và chiếm 68,5% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. Về nhập khẩu, trị giá nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp FDI trong nửa đầu tháng 8 năm 2019 đạt 6,39 tỷ đô la Mỹ, giảm 6,2%, tương ứng giảm 424 triệu đô la Mỹ so với nửa cuối tháng 7 năm 2019. Tính đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2019, tổng trị giá nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn FDI đạt 89 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,8%, tương ứng tăng 4,09 tỷ đô la Mỹ, chiếm 57,6% tổng trị giá ngạch nhập khẩu của cả nước. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa giao Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố tiếp tục lấy ý kiến, đánh giá tác động của dự thảo quy định diện tích nhà ở bình quân để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp cho thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân, tổ chức so với quy định cũ là 5m² sàn một người theo nghị định số 107/2007/NĐ-CP đã hết hiệu lực thi hành. Theo báo cáo dự thảo của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, qua nhiều lần góp ý chỉnh sửa từ các cuộc họp trước, Sở Xây dựng đã có kết luận về công tác nghiên cứu quy định về diện tích nhà ở bình quân để đăng ký thường trú và chỗ ở cho thuê, mượn, ở nhờ của tổ chức, cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, khu vực 1 gồm 5 huyện: Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Nhà Bè và Hóc Môn quy định 10m² sàn trên một người. Khu vực 2 gồm 19 quận: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Bình Tân, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú và Thủ Đức, diện tích là 18,06m² trên một người. Những huyện ngoại thành hiện nay mật độ dân số chỉ khoảng 1.000 người trên 1km², trong khi đó khu vực nội thành mật độ dân số đã lên đến 13.000 người trên 1km². Do đó, cần tính toán quy định diện tích bình quân tối thiểu của khu vực nội thành cao hơn ngoại thành từ 1,5 đến 2 lần để góp phần giãn dân từ nội thành ra ngoại thành. Có quan điểm là đề nghị cần cân nhắc và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình hiện nay. Lý do hạn chế việc tập trung quá đông dân vào khu vực trung tâm là cần thiết, nhưng nên thực hiện bằng những giải pháp kinh tế. Còn can thiệp bằng biện pháp hành chính như hạn chế nhập hộ khẩu thì thực tế vẫn không ngăn được số lượng dân di cư vào khu vực đô thị mà chỉ gây thêm khó khăn cho người dân. We'll be right back.
đây thì thời lượng của chương trình Điểm tin 24 giờ cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, cũng như cảm ơn sự đồng hành của sàn bất động sản Maxland. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất về kinh tế bất động sản. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề đầu tư hay thông tin thị trường, có thể liên hệ theo số hotline của chương trình là 08-2346-5555 hoặc địa chỉ mail là banbiên tập@invest.com.vn. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này ngày mai.